thì tuy không phạm nghiệp sát nhưng con nghĩ nó có phạm vào tà mạng sư con nghĩ vậy có đúng không sư à, khi mà mình à, mua bán thì nó bao gồm cả cái thịt sống lẫn thịt chính. thì à, nó đều là tà mạng nha à, thành ra là mình nên tránh thì trong cái à, mình gọi là trong cái chuỗi trong cái chuỗi sản xuất cung cầu á thì mình đứng ở một cái vị trí nào đó thì có thể là mình sẽ cộng nghiệp uh, ít hoặc nhiều ví dụ như cái vai trò của mình á nó nó mang cái tính chất là nhẹ thì mình sẽ cộng nghiệp nhẹ còn cái vai trò mình mang tính then chốt thì mình sẽ cộng nghiệp nặng nhưng mà nói trụ chung á thì nó sẽ cộng nghiệp cho nên nó thuộc về tà mạng tuy nhiên nó đi không phải nói lại sẽ nói phải sự bình cái gì mà thời nay quý vị nghĩ đi Nghĩ dùm sư đi Cái nghề gì mà nó Nó không dính tới tà mạng Sư biết cái đời sống cư sĩ bây giờ rất là khó khăn Bất kỳ cái nghề gì Nó cũng Là cái Cái môi trường để mà mình tà mạng hết trơn Ví dụ như những cái chuyện đơn giản thôi nhậu nhẹt, ừ. rồi uh, gian lận, tức là mình khai báo thứ nhất một là mình tham, ha, mình tham mình cân uh, bắn cân gian bắn lận, hai uh, là mình nói dối, thì cái người cư sĩ họ làm cái nghề nghiệp ở thế gian này rất hiếm cái nghề nào mà nó uh, không có phạm giới, hiếm lắm thành ra trong 38 pháp hạnh phúc đó, có cái là cái nghề nào mà chỉ thuần túy là nghề nghiệp đó, thì nó là hạnh phúc cao thượng tức là gì? cái nghề mà mình không có phạm giới, vì cái nghề đó mình không có phạm giới, nó là hạnh phúc cao thượng à, cụ thể trong chú giải nói đó, đó là những cái nghề thủ công cái nghề thủ công ở đây ví dụ như cái gì? làm gớm đan lát, theo thùa, may vá, thì đó là những cái nghề thủ công mà những cái nghề đó đó, trong chú giải nói là nó không có đồng chạm đến cái chúng sanh khác. Nhưng mà bây giờ thì đương nhiên, sư biết là cư sĩ việc rất khó khăn. Cho nên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Được bao nhiêu ở đây không phải là được được bao nhiêu tiền nha mà là giữ trong sạch được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu